Chào mừng các bạn đã đến với tin tức mới, hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mình nghĩ hiện nay được rất nhiều cư dân mạng biết đến với những phát ngôn trên Facebook của mình. Những clip của cô ngày càng được chia sẻ rộng rãi bởi tính thư giãn trong từng câu chửi và lối giao lưu hài hước, dí dỏm. Cô được đặt cho các biệt danh như cô Hiếu bảy miếng đất hay cô Hiếu đi đường quyền. Mới đây, cô Minh Hiếu bất ngờ đeo tận 20 cây vàng phủ khắp người để đi phỏng vấn trong show của Lâm Khánh Chi khiến cộng đồng mạng xôn xao. Sau đây xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Vừa qua, Lâm Khánh Chi đã nhá hàng trên trang cá nhân về khách mời tiếp theo xuất hiện trong chương trình Come Out của mình. Không ai khác, cô Minh Hiếu, nữ bán hàng online hot nhất mạng xã hội thời gian qua, chính là nhân vật sẽ xuất hiện trên sóng truyền hình để chia sẻ những câu chuyện riêng tư của chính mình. Hôm nay, host Minh Tuân, người đồng hành cùng Lâm Khánh Chi trong chương trình Come Out, vừa chia sẻ hình ảnh hậu trường chụp cùng cô Minh Hiếu trên trang cá nhân. Quả không phụ lòng mong mỏi của fan, cô Hiếu đi đường quyền vẫn giữ nguyên style cũ. Bộ đồ thun rực rỡ và vô số vòng vàng nhẫn bạc được trang bị đầy người khiến fan chết cười. Theo chia sẻ của Lâm Khánh Chi, cô Minh Hiếu là nhân vật đầu tiên mà đích thân nữ ca sĩ phải ngỏ lời mời tham dự talk show của mình. Cô Minh Hiếu cũng bày tỏ rất ngại mang vàng đi ghi hình vì sợ giật mất, nhưng Lâm Khánh Chi động viên cô cứ thoải mái như thể hiện bản thân như mọi ngày. Đây chắc chắn sẽ là màn hội ngộ cực kỳ thú vị trong chương trình Come Out. Khán giả hoàn toàn có thể chờ mong nhiều pha tấu hài đến từ vị trí của cô Minh Hiếu. Cô Minh Hiếu nổi tiếng bắt đầu từ khi clip cô Minh Hiếu hai tay cầm tiền và vung vẩy như là đang tập quyền trong môn võ. Cô có nói, bữa nay có tiền đi đường quyền mạnh ghê, cùng biểu cảm dường như lạnh tanh nhưng lại rất gây cười. Sau khi clip này được chia sẻ, rất nhiều sao Việt như là Minh Tú, Võ Hoàng Yến, Phương Ly còn cosplay cô Minh Hiếu trên mạng xã hội vì yêu thích độ hài hước của cô này. Hiện tại trang cá nhân của cô Minh Hiếu hiện nay đang có hơn 200.000 lượt người theo dõi, một con số mà rất nhiều người đang mơ ước hiện nay. Đa phần những người xem clip của cô Minh Hiếu là để giải trí và thư giãn. Ngoài ra, điểm đặc biệt ở cô Minh Hiếu khiến cư dân mạng ấn tượng còn là phong cách thời trang kiểu lạ lùng. Trong đó, vàng luôn là phụ kiện cô sử dụng như một set đồ của mình. Nhờ sự nổi tiếng của mình mà hình ảnh của cô Minh Hiếu đã được ghép so sánh với nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới. Nhìn vào đó, ai nấy đều không khỏi bật cười vì quá hài hước. Được biết, cô Minh Hiếu trước kia là nam giới nhưng đã trải qua quá trình chuyển đổi thành nữ và nổi tiếng như hiện tại. Mới đây nhất, cô có tham gia một chương trình nói về cộng đồng LGBT do nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi làm host. Tại đây, cô Minh Hiếu gây ấn tượng với gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, xinh đẹp và đặc biệt là đeo đến 20 cây vàng nặng trĩu trên người. Trong chương trình, cô Minh Hiếu có chia sẻ về khoảng thời gian lúc còn nhỏ và những khó khăn trong quá trình tìm lại giới tính thật của mình. Thêm nữa, cô Hiếu cũng mang đến những thứ mà thành thương hiệu như màn đi đường quyền và những phát ngôn hài hước, có thể kể đến như là mất 100 mấy chục triệu như con bò rụng lông, như cây me rụng lá. Giờ nổi tiếng là ngủ dậy là phải gắn lông mi, thoa miếng kem cho người ta chụp hình. Vàng ở đâu chị đeo nhiều quá vậy? Chị để dành, sau má chị mất cho chị mấy trăm cây nữa, chị giàu. Khi livestream diễn ra, rất nhiều cư dân mạng đã đón xem và bình luận nhiệt tình. Có vẻ như số lượng người tìm thấy tính giải trí ở nhân vật Minh Hiếu là không hề ít chút nào. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là tin tức mới. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!